Rồi, xin chào mọi người nha. Chồng, quý chồng em cái gì chồng? Quý mua di động nha. Quý có điện thoại, quý bánh nha. Đâu? Ê, cho bán kẹ. Áo rầm đi cậu đẹp quá mọi. Tao đưa cái con coi. Đi vậy thôi, em định lãnh thuốc. À gì sao được điện thoại? Lãnh thuốc chưa? Sao? Bởi vì mà chưa lãnh thuốc nè. Nó lồng qua cả tiếng lồng hồn. Thôi đi về. Đâu coi điện thoại quý rồi. Lấy giấy chứng minh. Thôi đi đi. Mật khẩu số nhiều. Chưa về lấy cho mình. Mua chứ mình mua xe. Đúng rồi, lấy. Đâu coi điện thoại. 6 vụ giùm em nha. Đây điện thoại của quý rồi. Đem về nha. Đem về đó. Xiêm mi siêu mi. Hai mắt luôn ghê rồi, siêu mi. Ở đây nhận sim nữa đi, đang sim. Mấy cam? 2 3 cam, 4 cam. 3 cam một cảm ứng. RAM chắc cũng 4GB, 5GB được rồi. Mà nó không coi trời gì vậy. 4 triệu mấy. Thôi mừng cho bà. Đâu quý ăn cái bánh kia nó bụng quá. Ăn nhiều quý. Giờ đi đâu nữa quý? Quý về nhà. Ăn đi 6-7 đi. Đâu đưa cái vỏ lại đây. Thôi đem vỏ về luôn đi. Giữ kỹ mấy cái phụ kiện trong cái hộp nha quý. Đã cầm chở mua quý đi mà. Kêu nó đem đặt xưởng về luôn. Đẹp ghê á, nó mỏng mà cũng nhẹ. Bây giờ semi mạnh hơn Samsung nhiều, nhưng mà quay thì cũng đẹp bằng Samsung thôi, nhưng mà nó mạnh hơn Samsung. Đâu quay ngon hơn Samsung nhiều. Dạ. Cái đó không biết, thấy người ta khen. Tự nhiên mới là mật khẩu số nhiêu ạ? 1973, em xin của dì quý luôn. Sao con làm dễ dễ cho nó làm nhà xin gì vậy? Có một khuôn mặt luôn mà bà cầm nó bút cái khuôn mặt bả luôn mà. Còn mình thì mình xài mà. Mà bà xài chứ đâu ai xài đâu. Biết rồi mà làm tài dễ dễ cho mà. Là những dàn của mặt rồi đó má. Đưa mặt lên cái là ốp nhiều người ta, ốp này cũng đẹp nha. Ốp này tao tặng luôn. À. Còn mua Samsung là mua một sạc riêng nữa. Làm gì? Ủa gì kỳ vậy? Samsung nó không cho một sạc hả? Samsung giờ nó không cho một sạc. Giờ hết tờ rồi. Mất trước cái iPhone. Cái này là nó cho sạc theo máy thì nhanh lắm. Cái này của Trung Quốc nên là nó đại ra bảo. Giờ đó là chậm á, Xiaomi á. Anh bảo sạc Xiaomi mà. Đúng không? Sao không? Đốc cũng xài Xiaomi nữa, đừng nói ai. Cái máy phụ anh mới Xiaomi. Đó, vô cài đặt coi thử coi. Cài đặt á, là nó có bao nhiêu RAM rồi hết luôn. Cuối cùng đúng không? Con có chở nó đi mua giường không? Hả? Có mua giường không? Mua giường là con đi xong đi rồi mua. Đặt trí ra ngoài tiệm mua. Không bằng cái giường đặt đúng không? 128GB. 128GB. Trời ơi. Redmi Note 13. Giường thường mỹ nó có, nó nằm lượt còn làm chi cho nó gồm gà. RAM 6GB vậy à? 6GB được. Ừ. Cái ghi là mạnh lắm á. Nhiều con. Chip con Snapdragon 685 dài cũng được. Chip mạnh. Con nhớ 128 cái máy này được cái là tiền ít mà 4 triệu mấy là được rồi. Quý mua bánh gì vậy mọi người ơi? Đó, 4 triệu. RAM 8GB là bằng iPhone 15 luôn á. RAM 6GB là bằng. Đâu chụp tè rõ không? Dòng này nó mạnh về camera, mạnh về camera chứ không phải nó mạnh về tác vụ. Chứ là nó mạnh về loa. Mới vậy tôi nghe rõ luôn. Cái này loại này mới ra đó nè. Xiaomi bây giờ nó ra xe luôn á, xe điện luôn. Đây. Cảm ơn sao. Đây quý mua cái bánh xù mà ở cái chỗ mà quý nói ngon á, đem về giữ máy bỏ đi. Để công góp nữa giữ đi. Quý dặn nó 6 giữ. Rồi, chúc mừng quý nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã tặng cho quý điện thoại. Nghe nói tiếp tục đã tặng cho quý cái giường nữa. Để vào cầm ăn đi. Cầm nè. Không có đó cái này. Cái đó là hồi nãy. Biển ăn quá. Còn sáu phần nữa. Thôi vậy quý mới sao? Bỏ đâu hết. 1 2 3 4 ăn quá hay sao? Đây bánh này là ngon rồi nha. Quý anh này bảo bánh này ngon hơn là bánh nãy nhiều á. 9 cái hết bánh. Quý lên cái. Bánh lết ra quán bà 8 ăn mà. Hết bánh rồi.
quý mà ghiền. Thôi ăn đi. Bảo ghiền mà táo. Em ăn quá đó. Bánh này nó ướt ướt ha, bánh kia nó phô queo rồi. Nè nó ướt ướt không? Cái gì ăn chồng. Dạ. Ông ăn nghe tối. Ngon không? Ủa ba biết mua điện thoại sao ba không lấy chứng minh căn cứ bà vậy? Không phải. Ba đâu biết đâu ngành. Không biết, con không dặn nữa gì biết. Dặn phải rồi chứ không dặn đâu. Cứ hai mua rồi chứ dặn. Vậy là cuối cùng chưa lấy thuốc luôn. Bả vô. Cho xuống cho Châu ơi. Bây giờ hôm đó. Ngon mọi người. Người ta bắt bả khám nữa. Bả chắc bả kêu lấy thuốc gì đó, thay đổi thuốc để bả lấy bắt khám nữa. Béo lắm á. Bánh ngon. Trong chồng đâu cần khám đâu. Ngày 18.000 à. Bất ngờ bác cây thuốc yếu quá không ngủ được. Rẻ hơn. Ủi được cái rồi mua thải rửa. Rửa chín cái bánh mọi người. 10 cái hả? Rồi cho mọi người số luôn á. Số 10 á nha. Chiều nay 4 giờ biết không. Còn riêng dì Châu thì cũng có tin mừng luôn. Là Mạnh Thường Quân tài trợ cho một chiếc xe nước mía 13 triệu nha mọi người. Coi rồi bây giờ chuẩn bị chở đến mua luôn rồi. Xe nước mía mới. Béo. Nãy mới ăn nửa cái mà mập đưa rồi thôi. Thôi không ăn đâu. Bắn ngon mà. Dì trai dùng con trái suối dì trai. Đừng có dùng nó. Em nghĩ chuyện đời cũng lạ mọi người. Ví dụ người nào chửi nhiều á thì phải cho nhiều. Giống như giám đốc em á bị chửi lên chửi xuống. Mọi người không tặng cái gì hết. Quý á, thì đóng phim đóng đồ á ít bị chửi mà được tặng. Nói rồi bất công ta nói thì giám đốc đem tiền nữa. Còn phó giám đốc em cũng vậy mọi người. Tôi đuổi như chó con. Đuổi con lâu lâu cũng bị chửi hoài luôn. Mà không có gì hết á. Khóc luôn à. Tối cầm chai rượu uống mà chảy nước đái luôn. Như bà Sáu nói. Cái gì nói chuyện nói gì chơi chung trong nhóm mà ai có là mừng rồi. Giờ biết sao giờ. Thôi ngồi quán đó ông chủ quán biết đó. Con nghe ngồi khóc mình đó. Suy nghĩ trong lưng ra cái này là 13 gì nóc tay 13 khóc chờ khóc gì nha khóc tính mua cái nóc tay bờ ra 13 rồi họ mừng cho quý ha nhưng mà buồn cho mập nha buồn thôi cũng mừng cho vợ mình cũng có điện thoại vậy mấy anh chị Mạnh Thường Quân tài trợ cho gì đó cho vợ của em cũng có điều kiện xài như ta đóng phim anh mới sắm cho cái điện thoại chứ lúc bả cũng bằng ra cũng buồn lắm tao ớ có điện thoại lắm á nha rồi đừng có nói là tại sao mập không mua cho bả bây giờ có người mua là mập khỏi mua hay gì mập tôi thổi mình chứ chắc không nghe mà quý có điện thoại xong mới xong chắc điện thoại mình cũng bị hư luôn quá giống mà cầm điện thoại mập cấu thành mạnh không em 8 GB rồi 128 điện thoại gì mà Apple cái này ta xài Apple nhiều quá Apple em xưa rồi Apple S11 hơn chừng là xài toàn là Samsung thôi lúc trước là thích Samsung á sau này là thích iPhone thích cái gì cũng thích còn mày thích đủ thứ quay thấy nó sáng sáng nhưng mà cái hình nó không có thật đúng rồi không có thật thấy nó sáng sáng nhưng mà nó không thật bởi vì tiền nào của nấy thôi dạ nó không có nè mấy cái dòng mà Xiaomi mà cao có hình không. Cao là có nhiều cam đẹp lắm nha nó ưu tiên chụp hình hơn à cái này ưu tiên chụp hình với là ưu tiên cái loa nghe đã lắm đó bả coi phim này rồi bả đẹp loa lớn mà nghe trong có lâu lâu á bấm bà kêu cái ông đó mở phim nghèo cho bà coi Quỳnh về Quỳnh nó coi quá trời cái gì giờ lấy cái thẻ chị mua cho nó điện thoại mua cho quý á
Sao ai cũng mừng cho quý ha. Nãy bà cầm bà đi cầu mà không có lắm chùi á. Có đâu, có rồi. Nè, nè, nè. Có sao đâu, mổ thêm lần đó. Xạo á, chọc. Bà đi cầu mà đâu có chùi đâu. Có đâu, là bà chọc á, chọc á. Đi, đi. Đâu dám ngồi đâu. Có vườn chuối, có bún bò chiên, ngon lắm. Bún bò chiên. 35.000. Giờ cũng cảm ơn chị Yến Vũ với là anh Long An phải không? Tài trợ anh Lâm phải không? Anh Lâm tài trợ cái điện thoại cho quý. Điện thoại xài cũng được rồi. Quý đâu có xài gì đâu. Quý chủ yếu là lên mạng coi sổ số thôi. Đồ Trung Quốc giờ xài ngon lắm nha, đừng giỡn nha. Với cái tầm mà chung á là Trung Quốc xài ngon á. Mời người mình giờ cũng Trung Quốc không chứ quỷ gì đâu. Đưa phấn, đưa son, đồ làm cái đồ này giả, đồ cái giả. Bên Mỹ mặc đồ Trung Quốc. Cắm để điện thoại đó đụng rớt là em chịu nhiệm nha. Một cái mới. Cái gì đâu. Tại vì em mượn của 16 xong rồi đưa lại 16 để đó. Rớt mất hay là. 16 mà.